xác định chỉ thị thiêng liêng. Xác định chỉ thị thiêng liêng. Chỉ thị thiêng liêng là cái gì? Tức là những cái điều mà Chúa phán, những cái điều Chúa phán với chúng ta. Và cái điều Chúa phán này thì chúng ta phải hiểu rằng đây là cái lời phán, cái lời rhema, xác định chỉ thị thiêng liêng. Đây là cái lời rhema mà Chúa phán với chúng ta. Thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái chỗ khó, đó là làm sao để chúng ta xác định cái điều mà Chúa, cái điều mà chúng ta nhận được đó, tức là cái chỉ thị đó đó, cái chỉ thị thiêng liêng đó là cái điều mà Chúa Ngài đang phán, Ngài đang muốn chúng ta làm. Đó là cái vấn đề. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái cách để chúng ta có thể lắng nghe tiếng của Chúa, như cái chủ đề thứ bảy chúng ta vừa học, đó là cái cách để chúng ta có thể nghe được tiếng của Chúa, có nghĩa là chúng ta phải lắng nghe được tiếng nói của tâm linh chúng ta. Và Thánh Linh của Chúa Ngài sẽ phán với chúng ta qua tiếng nói tâm linh. Đó là cái cách mà ngày hôm nay Thánh Linh của Chúa Ngài sử dụng để Ngài phán với chúng ta. Tuy nhiên, ngoài cái cách đó thì cũng còn những cái cách khác nữa, nhưng đó là cái cách mà Thánh Linh Kinh Thánh đã xác nhận. Nếu chúng ta là con Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Chúa qua tâm linh của chúng ta. Roma đoạn 8 câu 14 cho đến câu 16. Đó là cách. Cho nên khi Chúa phán chỉ thị thiêng liêng là tức là những điều Chúa phán, hãy vâng lời. Một La Mã. Khi Chúa phán, chúng ta vâng phục. Roma đoạn 11 câu số 33. Roma đoạn 11 câu 33. Tôi xin thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai nhớ được? Đường lẽ của Ngài nào ai hiểu được? Dạ. Bởi vì cái đường lối thật sự chúng ta không thể nào dùng cái cách gì để chúng ta có thể đo lường được. Cho nên vấn đề của chúng ta đó là chúng ta không thể dùng cái tâm trí của chúng ta không thể dùng học thức của chúng ta không thể dùng sự hiểu biết của chúng ta để chúng ta có thể giải, để chúng ta có thể hiểu. Nhưng cái vấn đề của Chúa là Chúa cần chúng ta đó là chúng ta phải vâng phục. Chúa cần chúng ta đó là chúng ta phải vâng phục. Và khi Chúa muốn chúng ta vâng phục thì chắc chắn có kế hoạch của Ngài, chắc chắn có ý muốn của Ngài, và chắc chắn có mục đích, chứ không phải tự dưng Chúa muốn chúng ta vâng phục chơi cho vui. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên luôn luôn có một cái mục đích thiêng liêng. Hay là mà Đức Chúa Trời có mục đích thiêng liêng. Cho đời sống chúng ta nếu chúng ta vâng phục Ngài. Nhưng mà chúng ta phải hiểu thế này, Đức Chúa Trời luôn luôn có một cái mục đích cho đời sống của mỗi chúng ta. Mỗi người chúng ta được dựng nên, mỗi người chúng ta được dựng nên, mỗi người chúng ta được kêu gọi ở trước mặt Chúa. Mỗi người đều có mục đích, Đức Chúa Trời đều có mục đích cho chúng ta cả. Không phải một người nào được sanh ra ở trên đất này một cách tình cờ. Không phải như vậy. Con người thì có thể nói rằng tôi có đứa con kia nó sanh ngoài ý muốn do vỡ kế hoạch. Đó là cái điều của con người. Nhưng mà nếu Đức Chúa Trời không cho phép nó xuất hiện
thì chúng ta có vỡ bao nhiêu kế hoạch thì nó cũng không xuất hiện được. Nhưng mà nếu Chúa cho nó đến trên đất, có nghĩa là nó, Đức Chúa Trời có mục đích cho nó. Vấn đề là chúng ta phải xác định được cái mục đích của Chúa. Nhưng mà chúng ta phải để ý theo chỗ này, không phải tất cả mọi mục đích thiêng liêng của Chúa đều đến một cách ngay lập tức. Nhưng mà có đôi khi thì chúng ta phải chịu đựng để chúng ta để chịu đựng cái tiến trình của cái mục đích thiêng liêng được hình thành. Chúng ta hiểu được chỗ này không? Chúng ta chịu đựng những cái tiến trình của cái mục đích thiêng liêng khi mục đích thiêng liêng được hình thành. Giả dụ như chúng ta thấy thế này, Môi-se được sanh ra. Khi Môi-se được sanh ra, Chúa có cái mục đích thiêng liêng của Ngài ở trên đời sống của Môi-se. Nhưng khi Môi-se được sanh ra, Môi-se đối diện với cái gì? Vừa sanh ra là đối diện với án chết liền, đúng không ạ? Vừa sanh ra là đối diện với án chết liền. Rồi Môi-se phải chịu đựng những cái sự nguy hiểm khi giấu ở trong nhà 3 tháng xong rồi phải rồi thả dưới sông. Nhưng mà mục đích của Chúa sẽ vẫn được hình thành, mục đích của Chúa vẫn được thực hiện ở trên Môi-se. Chúa có cách của Ngài. Và rõ ràng chúng ta thấy Chúa có cách của Ngài để Chúa giữ Môi-se. Và Chúa có cách của Ngài để cho Môi-se được dạy dỗ về kiến thức. Rồi Chúa cũng có cách của Ngài để lột bỏ hết một cái kiến thức đó của Môi-se để dẫn Môi-se đến cái chỗ vâng phục. Cho nên, và chúng ta thấy rằng nếu chúng ta gạt bỏ cái mục đích thiêng liêng của Chúa trên đời sống của Môi-se, chúng ta cứ coi như là chúng ta chưa biết cái mục đích của Chúa ở trên đời sống của Môi-se đi, chúng ta nhìn vào trong những cái điều mà Môi-se đối diện thôi, thì chúng ta thấy, ôi tại sao cái đứa trẻ này nó khổ vậy? Gọi là sanh ra không đúng thời, phải không ạ? Và cái cuộc đời của Môi-se chúng ta sẽ nói rằng thằng nhỏ vô phước, sanh ra không đúng thời, phải không? Rồi cái được công chúa của Pharaoh cứu, ôi thằng nhỏ coi vậy mà có phước. nhờ thả trôi sông mà lại được làm hoàng tử. Rồi tới khi Môi-se binh vực dân tộc của mình và bị chạy trốn, cái ông coi vậy mà vô phước, làm hoàng tử rồi mà cuối cùng bây giờ phải chạy trốn cứu lấy mạng. Rồi tới khi gặp Sephora con của Jetro, rồi cái ông nó vô phước, trong cái quả có cái phúc, nhờ chạy vậy mà gặp được vợ. Đó là cái nếu ta cứ nhìn theo cái nhìn của chúng ta, chúng ta sẽ thấy như vậy đó. Nhưng từ trong những cái mà con người chúng ta nói là có phước, vô phước, có phước, vô phước, chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài có cái mục đích, Ngài có cái kế hoạch cho Môi-se để cuối cùng dẫn Môi-se đến cái chỗ đầu thuộc Ngài. Và để cuối cùng sử dụng Môi-se trở thành cái người giải phóng dân tộc. Vậy thì trên cuộc đời của chúng ta, đừng bao giờ cho nói rằng ôi tại sao Chúa lại cho phép tôi sanh ra ở trong cái gia đình đó, tại sao tôi lại phải ở trong hoàn cảnh này. Giả dụ như bây giờ có bao giờ anh em, những người ở miền Trung, miền Bắc, chúng ta vào trong miền Nam, chúng ta làm, chúng ta sinh sống, chúng ta phải xa gia đình, có bao giờ chúng ta suy nghĩ ôi tại sao Chúa không cho mình sanh ra trong gia đình miền Nam cho rồi, phải mình khỏi cần phải xa nhà, khỏi cần phải xa quê hương. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy có Gà Lăng, ôi tại sao Chúa không cho mình sanh ra trong miền đồng bằng đi, tại sao Chúa lại cho mình sanh ra trên miền núi, đúng không ạ? Nhưng mà Chúa Ngài hoạch định cái chỗ ở cho chúng ta, Ngài cho chúng ta sanh ra trong chỗ nào, ở trong hoàn cảnh nào, Ngài có mục đích và kế hoạch của Ngài cả. Và khi chúng ta đạt được, hay là chúng ta đi vươn tới được cái mục đích thiêng liêng của Chúa, tìm ra được cái mục đích của Chúa trên đời sống của chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ giống như là cái bầu trời đang u ám và mây đen hoàn toàn biến mất và mặt trời xuất hiện, chúng ta sẽ thấy mọi cái đều sáng tỏ cả. Chúng ta sẽ hiểu được những cái điều mà Chúa đã từng cho chúng ta đối diện, những cái điều mà Chúa đã từng cho chúng ta trải qua đều có ý tốt lành của Ngài hết. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải đối diện với cái tiến trình của nó. Đôi khi chúng ta phải chịu đựng cái tiến trình của nó.
Nhưng chúng ta phải hiểu như thế này nè. Chúng ta phải hiểu như thế này. Có nhiều khi chúng ta chạy ra khỏi mục đích của Chúa. Có nhiều khi chúng ta biết mục đích của Chúa, nhưng mà chúng ta chạy ra khỏi mục đích của Chúa. Cũng có nhiều khi chính những cái việc làm của chúng ta ngăn trở cái mục đích thiêng liêng của Chúa trên đời sống của mình. Ví dụ như ông Jonah. Ông Jonah biết mục đích thiêng liêng của Chúa không? Nhưng mà ông chạy khỏi đó. Khỏi đó. Rồi, ví dụ như chúng ta biết có những người ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng có những người ngày hôm nay họ biết được sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của họ, nhưng họ lại không có chạy theo, không có bước theo cái sự kêu gọi đó, mà họ vì những cái gì đó nó thuộc về thế gian này, họ chạy theo những cái gì đó thuộc về thế gian này. Thì chúng ta phải hiểu rằng có những trường hợp, có những cái hoàn cảnh, có những cái người mà họ đã bỏ đi mục đích thiêng liêng của họ, thì những cái điều khiến cho họ bỏ đi mục đích thiêng liêng của họ, nó không phải đó là kế hoạch của Chúa. Nó không phải là kế hoạch của Chúa, mà kế hoạch của Chúa là cho họ đạt đến cái mục đích thiêng liêng đó để họ kinh nghiệm được Chúa. Nhưng mà nhiều khi những người đó thất bại ở trong sự cám dỗ. Thất bại trong sự cám dỗ. Giả dụ như thế này, Chúa dựng nên Adam và Eva đâu phải mục đích Chúa dựng nên Adam và Eva để Adam và Eva phạm tội. Nhưng khi Adam và Eva mắc mưu ma quỷ, thì Đức Chúa Trời là đấng mưu luận, ngài lại lấy cái sự thất bại này để ngài lên một cái chương trình, một cái kế hoạch khác để đem loài người quay trở lại đúng cái mục đích. Giống như là bây giờ con người làm sai và Chúa sửa, con người làm sai và Chúa sửa, con người làm sai và Chúa sửa, chứ không có nghĩa là mục đích của Chúa là như vậy. Ví dụ như có nhiều người nói là thật ra thì Judas Iscariot không có đáng chết, bởi vì Judas Iscariot đang đi đúng mục đích của Chúa mà. Judas Iscariot đi đúng mục đích của Chúa mà. Nhưng mà chúng ta thấy thế này nè. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Kinh Thánh Chúa nói là con người đến theo như điều đã chép về con người, nhưng khốn cho kẻ phản con người. Vậy thì có nghĩa là mục đích của Chúa đâu phải là Judas Iscariot phải phản Chúa thì Chúa mới bị đóng lên thập tự giá. Con người đến tức là Chúa đến, Chúa phải chịu chết trên thập tự giá, nhưng khốn cho kẻ phản con người. Tại sao Judas Iscariot lại phản Chúa? Bởi lòng tham, Judas Iscariot đã mở cửa lòng mình ra và ma quỷ nó lợi dụng. Và Judas Iscariot đã làm hư đi cái mục đích của Chúa trên đời sống của ông. Chúa đâu có ấn định là Judas Iscariot phải phản Chúa thì Chúa mới lên thập tự giá. Chúa không có ghi vậy. Nếu mà trong Kinh Thánh Chúa ghi là Chúa sẽ định cho Judas Iscariot sẽ là người bán Chúa để Chúa lên thập tự giá, thì Judas Iscariot là người có công rồi, chứ không phải là người có tội. Nhưng Chúa không định điều đó. Chúa nói là con người đến theo như điều đã chép về con người, nhưng khốn cho kẻ phản con người. Tại vì tại sao Judas Iscariot lại phản? Judas Iscariot vì lòng tham, vì mắc mưu ma quỷ mà phản. Hồi nãy chúng ta có nói trong cái bài kia đó, thì có ba cái giọng nói. Tôi nói là ít nhất có hai, nhưng thật ra là có ba giọng nói. Giọng nói thứ nhất là tiếng nói của, có ba cái giọng nói ở trong chúng ta có thể nghe được. Cảm giác, lý luận và lương tâm. Đây là ở trong chúng ta, chưa bàn tới cái vấn đề là tiếng nói của tà linh. Nhưng mà riêng chúng ta thôi, ở trong con người chúng ta, bỏ đi cái tiếng nói của tà linh qua một bên và để luôn cái tiếng phán của Chúa qua một bên, thì cá nhân của con người ở trong chúng ta có ba giọng nói. Giọng nói thứ nhất đó là, chúng ta qua Ba La Mã đi, có ba giọng nói. Thứ nhất đó là cảm giác. Cảm giác có nghĩa là tiếng nói của thân thể.
là chúng ta, thân thể chúng ta nó gồm có năm giác quan và tiếng nói đó. Thân thể chúng ta có tiếng nói, năm giác quan chúng ta có tiếng nói. Giả dụ thế này, khi chúng ta cảm thấy đói bụng thì đó là tiếng nói gì? Đó là tiếng nói của xác thịt, của thể xác, đúng không ạ? Rồi chúng ta ngủ thức dậy, chúng ta nói sao bữa nay tôi ngủ thức dậy tôi cảm thấy đầu tôi nó nặng, nó khó chịu quá. Đó là tiếng nói của cái thân thể của chúng ta, tiếng nói của thân thể chúng ta. Những cái cảm giác đau đớn, đó là tiếng nói của thân thể chúng ta mà chúng ta có thể biết được. Nó không phải là tiếng nói mà nghe được bằng giọng nói, nhưng chúng ta cảm nhận được. Cảm nhận được mình đói không? Cảm nhận được mình mệt không? Cảm nhận được mình thèm cái gì đó không? Và tại sao mình biết mình thèm? Đó, tiếng nói của thân thể. Đó là tiếng nói của thân thể. Rồi, một tiếng nói nữa đó là tiếng nói của tâm trí. Tiếng nói của tâm trí hay là trí tuệ đó, đó là những cái lý luận của chúng ta. Đây là tiếng nói của tâm trí. Mấy cái nhưng, tại, bởi, thì, là, cho nên, đó, mấy cái đó, đó là tiếng nói của tâm trí. Và một cái tiếng nói nữa đó gọi là tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói nữa đó là tiếng nói của lương tâm. Đó là tiếng nói của tâm linh của chúng ta. Cho nên đó là đôi khi chúng ta hiểu thế này, khi chúng ta đi theo Chúa đó, thì đôi khi Đức Chúa Trời Ngài yêu cầu chúng ta làm một việc gì đó rất là khó, trừ khi chúng ta hoàn toàn vâng phục Chúa, còn nếu không thì chúng ta sẽ không muốn làm. Cái chỉ thị thiêng liêng của Chúa là như vậy. Ngài thường muốn chúng ta làm những việc khó. Thật ra những việc Ngài làm, Ngài kêu ta làm, thì nếu chúng ta vâng phục rồi thì nó không có khó. Nhưng khi ta không vâng phục thì nó mới khó. Ví dụ thế này, dâng hiến. Nếu ta vâng phục thì chúng ta sẽ thấy cái sự dâng hiến là nó rất là đơn giản, rất là dễ. Nhưng mà nếu ta không vâng phục thì chúng ta sẽ thấy rằng khó vô cùng. Đấy không ạ? Rồi, vâng phục lãnh đạo. Giả dụ như vậy, nếu chúng ta là người học được theo cái gương của Chúa rồi đó, thì ta sẽ thấy cái vâng phục đó là một điều rất là bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta không học được cái sự vâng phục đó rồi, chúng ta thấy tại sao tôi phải vâng phục? Bắt đầu tiếng nói của trí tuệ, của tâm trí nó xuất hiện lên, nó lên tiếng. Ông như thế này, bà đó như vậy, tại sao tôi phải nghe ông? Tại sao tôi phải nghe bà đó? Vân vân. Tiếng nói của lý luận. Cho nên là đôi khi khi mà Chúa kêu chúng ta làm một điều gì đó, nếu chúng ta không vâng phục, không hoàn toàn vâng phục thì rất là khó để tập thể làm theo. Đó, giống như trường hợp cái chỉ thị của Chúa dành cho Philip. Cái chỉ thị của Chúa dành cho Philip là thế nào? Cái chỉ thị của Chúa dành cho Philip là thế này đây. Philip đang ở trong thành Samari, đang thành công trong thành Samari, và Chúa có chỉ thị hãy đi về con đường đồng vắng, ở tại nơi đó vắng vẻ. Nếu không vâng phục một cách hoàn toàn, làm sao đi được? Chúng ta suy nghĩ xem. Cho nên chỉ thị của Chúa đôi khi chúng ta phải học tập cái sự vâng phục hoàn toàn thì chúng ta mới có thể làm theo được. Và chúng ta hiểu thế này, cái lo lắng nhất của con người, cái lo lắng nhất của chúng ta đó là khi chúng ta vâng phục, chúng ta lo lắng cái gì? Chúng ta sợ mình sẽ thiếu thốn. Chúng ta sợ mình sẽ thiếu cái ăn gì, uống gì, mặc gì. Khi chúng ta vâng phục Chúa, chúng ta sợ như vậy. Phải không ạ? Chúa ơi, bây giờ trước Ngài muốn, Ngài sai con đi chỗ đó thì giờ Ngài phải tiếp trợ tài chính cho con đi chứ.
Nhưng mà nhiều khi Chúa muốn cho ta đi đi rồi tài chánh sẽ tiếp trả tới. Chuẩn bị sẵn cho ta một cái gì đó, một cái nơi để chúng ta ở. Cho nên là khi chúng ta vâng phục Chúa thì chúng ta sẽ là chẳng thiếu thốn gì cả. Như ví dụ anh em thấy lần này tôi đi lên đây tôi học, tôi không cần phải ở khách sạn nữa hết không? Thấy không? Chúa sắm sẵn à, và Chúa luôn luôn đúng lúc, luôn luôn đúng lúc. Nếu không có sắm sẵn cái này thì không có khách sạn ở. À, cho nên là khi chúng ta đi theo Chúa, chúng ta chẳng thiếu gì. Vấn đề là chúng ta có dám đi hay không. Vấn đề là chúng ta có dám vâng phục hay không. Rồi, chúng ta không thể nào thỏa hiệp cái sự kêu gọi của Chúa mà chúng ta phải vâng phục thôi. Không thể nào thỏa hiệp là cái gì? Trước đây khi chúng tôi với một sư bổ mới vừa mở trường Kinh Thánh, mới vừa mở hội thánh, thì lúc đó khó khăn lắm. Như tôi đã từng làm chứng đó, có những lúc là phải mấy ngày không có gì ăn. Cái lúc như vậy, chỗ ở thì nay có mai không. Tối nay nhiều khi tối nay 6 giờ tối ngày hôm nay không biết là tối nay mình được ngủ ở chỗ nào, có chỗ để nằm để ngã lưng hay không. Và ngay lúc đó có một lời đề nghị rất là ngọt ngào tới. Mấy thầy chưa có hội thánh phải không? Tức là chưa có chỗ nhóm lại phải không? Chúng tôi sẽ đầu tư xây nhà nguyện cho. Mấy thầy chưa có nhà ở phải không? Chúng tôi sẽ mua nhà cho mấy thầy ở. Mấy thầy chưa có xe đi phải không? Tôi sẽ mua xe cho. Tôi sẽ trả lương này kia đó. Chúng ta thấy ngọt ngào không? Mà cái lời đề nghị đó đến, nó đến lúc nào? Đang đói. Và cái sự cám dỗ nó mới lớn. Tức là bây giờ mình đứng vào trong cái chỗ là gật đầu thì tối đó không cần phải nhịn đói nữa, mà thậm chí là có thể ăn nhà hàng. Nhưng mà nếu lắc đầu, đói tiếp đó. Nhưng mà chúng ta, khi ta xác định được cái sự kêu gọi của Chúa rồi, không thể lấy sự kêu gọi đó để thỏa hiệp với bất cứ cái gì, để nhận bất cứ một cái lợi ích gì của chúng ta cả. Mà chúng ta phải vâng phục theo sự kêu gọi của Chúa. Và đương nhiên chúng ta phải hiểu rằng đi theo Chúa có những lúc chúng ta đi như đi trong trũng bóng chết. Có những lúc như vậy. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, có những lúc chúng ta ở trong hoàn cảnh như vậy đó, nhưng mà chúng ta nhớ thế này, Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Tuy nhiên có những lúc chúng ta phải trải qua điều đó, có những lúc chúng ta phải kinh nghiệm điều đó. Có những lúc anh em sẽ kinh nghiệm, có những lúc là khi ta đi theo Chúa, có những lúc có nhiều người ủng hộ mình lắm, có những lúc có nhiều người quan tâm tới mình lắm, có những lúc có nhiều người dâng hiến cho mình lắm. Nhưng mà cũng có những lúc anh em đi theo Chúa, anh em sẽ thấy rằng không ai để ý tới mình cả. Mình dường như là người vô hình trước mặt mọi người vậy. Chỉ có mình một. Chỉ có mình một. Ngay cả những người mà mình đã từng chăm sóc, mình đã từng nâng đỡ, mình đã từng gây dựng, nhưng mà họ cũng không thèm quan tâm luôn. Có những lúc như vậy. Nhưng mà có những lúc thì cái sự quan tâm dồn dập. Có những lúc thì quan tâm dồn dập. Thì nếu chúng ta biết được, chúng ta xác định được mình đang đi theo cái sự kêu gọi của Chúa, mình đang đi theo cái chỉ thị của Chúa, thì dù hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta vẫn cứ bình an, bởi vì ta biết Chúa là đấng chăm sóc mình chứ không phải con người. Và chúng ta tin một điều rằng không thiếu bất cứ một điều gì. Và khi ta tin như vậy, chúng ta sẽ không rơi vào trong cái chỗ thỏa hiệp. Và có lúc say, cũng có lúc phá đổ. Có lúc chồng, cũng có lúc nhổ đi. Mọi thứ đều có kỳ định, đúng không ạ? Đều có thời điểm. Giống như Môi-se vậy. Có lúc thì gọi là ở bí mật ở trong nhà, có lúc thì trôi nổi ở trên sông, nhưng có lúc cũng ở trong niệm ấm chăn im, được có người hầu người hạ. Nhưng cũng có lúc cũng đau khổ một mình, gọi là trải qua sa mạc. Cũng có lúc có gia đình,
ủng hộ, nhưng cũng có lúc có một mình. Nhưng mà dù lúc nào đi nữa, dù lúc nào đi nữa, chúng ta nắm chắc cái sự kêu gọi của Chúa và chúng ta đi tới. Chúng ta sẽ tin rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ để chúng ta, những người tin cậy nơi Ngài, bị hổ thẹn. Không bao giờ. Và để chúng ta có thể nhận được cái sự, cái chỉ thị thiêng liêng của Chúa, thì cái điều chúng ta cần đó là chúng ta cần phải có cái ước ao mãnh liệt về việc cứu linh hồn. Ví dụ như ngày hôm nay, tại sao chúng tôi trở thành mục sư? Thường đó, trước đây ở trong hội thánh truyền thống thì cha là mục sư thì con mới có khả năng là mục sư. À, tức là cha là người hầu việc Chúa thì con cái nó mới có khả năng. Nhưng mà chúng tôi có một sự ước ao mãnh liệt là muốn được hầu việc Chúa. Chúng ta có một sự ước ao mãnh liệt như vậy, muốn hầu việc Chúa, và bắt đầu Chúa Ngài dẫn dắt chúng tôi. À, Chúa dẫn dắt. Rồi khi mà chúng tôi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, khi đối diện với sự thiếu thốn, khi đối diện với sự bắt bớ, khi đối diện với sự chống đối, nhiều lúc cũng muốn ngã quỵ vậy. Nhưng mà cái tấm lòng dành cho những người đang bị hư mất, chúng tôi không thể ngã quỵ. Chúng ta lại tiếp tục chúng tôi trỗi dậy. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải cần có điều đó. Và khi chúng ta đi hầu việc Chúa, đừng chúng ta không chúng ta nhớ rằng chúng ta không được quyền chọn cái nơi chúng ta hầu việc Chúa, gọi là không được quyền chọn cái công trường. Chúa ơi, con muốn hầu việc Chúa ở thành phố, nhưng mà Chúa kêu đi đâu thì sẽ đi đó. À, bởi vì chúng ta là đệ tớ mà. Và khi giảng dạy thì Kinh Thánh nói rằng lấy lòng thành thật để giảng dạy lời của lẽ thật. Tức là chúng ta giảng dạy ở trong khuôn khổ của lời Chúa thì quyền năng Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ hành động. Đừng bẻ cong lời Chúa. Đừng vì một cái gì đó để chúng ta bẻ cong lời Chúa. Nhưng mà lấy lòng thành thật có nghĩa là nếu chúng tôi giảng lời đó ra mà lời đó đụng đến tôi, chỉ ra thấy tôi sai, chỉ ra thấy tôi phạm tội, thì tôi vẫn phải giảng và chính tôi phải ăn năn, chứ không phải là tôi tránh cái chỗ đó. Đó, lấy lòng thành thật giảng dạy lời liệu thật là như vậy. Thì khi chúng ta có được những điều như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta sẽ xác định được cái chỉ thị của Chúa, xác định được chỉ thị thiêng liêng của Chúa, và chúng ta sẽ bước đi theo sự kêu gọi của Chúa. Và chúng ta chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái sự tốt lành, kinh nghiệm được sự chăm sóc, cũng như là kinh nghiệm được cái sự đồng công của Chúa trên đời sống của mọi chúng ta. Rồi, thôi, chúng ta kết thúc. À, hôm nay chúng ta cũng sẽ nghỉ sớm bởi vì tôi sẽ dạy ở trên lớp online. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ. Và buổi chiều thì 1:30 chúng ta sẽ quay lại.